Chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em về Chimney Onkyo. Brand là TX-SR303E. Đây là dòng amply xuất châu Âu, điện áp của nó là 230V và công suất là 360W nên khá là khỏe. Với Chimney này thì nó sẽ cho chúng ta kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV với cái cổng vào là DVD. Và ngoài ra nó vẫn cho chúng ta cổng analog để ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa, cổng CD. Với cái dòng này thì nó sẽ chơi được đại BPM full tần số luôn nha anh em. Đây là tuner, anh em sẽ thấy là tần số là 107 luôn nha. Hiện tại thì em không có kết nối anten, anh em về kết nối anten để bắt được đài FM full tần số Việt Nam luôn nha anh em. Đài 90 nha, 91, 92, 93, 94. Dòng này thì nó sẽ có chế độ là chỉnh bass chép luôn nha, với cái nút tone cộng trừ, tone cộng trừ bass và cộng trừ chép ở đây, full tần số Việt Nam. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái cổng CD để test âm thanh cho anh em. Dòng này thì nó sẽ có luôn cái chế độ là 5 set stereo. Đây là chế độ ta có thể nghe nhạc bằng 5 kênh loa all set stereo để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Mặt trước máy là màu bạc trắng rất là đẹp nha. Rồi em sẽ test âm thanh cho anh em. Chất âm rất là quy lực nha, bass lực và chép sáng nha anh em, tiếng rất hay. Đây là mặt trước của máy nha anh em, màu bạc trắng rất là đẹp nha. Màn hình to hiển thị đầy đủ những cái thông tin về ngõ vào, volume, rồi tín hiệu. Cổng DVD là cổng quang, cổng CD là cổng analog. Để điều chỉnh được bass chép thì ở đây nó sẽ có nút là tone nha, và ta nhấn nút cộng trừ bass và cộng trừ chép mà thôi. Listen mode để thay đổi các chế độ âm thanh. Màu bạc trắng rất là đẹp và rất là sang trọng nha. Speaker A cộng B. Về kết nối phía sau của amply, thắp lưng cũng còn rất là đẹp nha. Đây là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV, cổng CD tín hiệu từ đầu đĩa. Và nếu như chúng ta muốn nghe đài FM thì ta sẽ lắp thêm cái anten vào nha. Rồi đây là hai cổng loa phong, phong A. Em sẽ test các cổng loa luôn cho anh em nha. Mắt chung nha anh em, loa center, loa surround, và như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là 5 loa. Đây là thông số của Chimney Onkyo TX-SR303E, điện áp là 230V đến 240V, dòng xuất châu Âu, công suất là 360W, made in Malaysia. Máy đẹp góc cạnh hết nha anh em, màu bạc trắng rất là đẹp. Đây là một chiếc amply ngon bổ rẻ trong tầm giá nha. Rẻ hơn tất cả những cái amply lắp ráp tại Việt Nam luôn.
máy khá đẹp nha anh em. Có khiển phụ kiện kèm theo luôn nha anh em. Nội thất Amni Onkyo 303. Dòng này thì nó sẽ đánh là 10 sò sang ken. Với chiếc Mi Onkyo TX-SR 303E, dòng sức châu Âu, điện áp 230V thì anh em có thể chơi điện trực tiếp tại gia đình của chúng ta, không cần phải qua cục đỡ nguồn. Và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cổng kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc YouTube từ Smart TV rất là tiện lợi. Và cũng như là ta có thể chơi nhạc nghe đài FM full tần số Việt Nam. Với chiếc Mi này thì em sẽ bán với giá là 1.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, một cái giá cực tốt luôn để cho anh em chơi và sưu tầm. Anh em mua hàng thì có thể liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em, vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.